ai trong cuộc đời hiểu ta, kẻ ghét người thương thôi mà. Bước tiếp con đường phía trước, dẫu lòng lạc lõng xa lạ, ta lẽ sống thật ngày, chẳng bận tâm trời biết đất biết. Đời thoáng chóng trôi qua mau, sao nỡ dối lừa nhau. Mình đời mặc kệ đúng sai, lời ngọt em tai dối lòng. Biết thế, chuyện đời là thế, bạn bè ai mãi vai kề. Giữa nhân gian đổi thay, lòng người cũng vội vàng trao tay. Đại ca đi. Như áng mây bay qua, ai sẽ bạn ta. Người ghét người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghĩa nhân chẳng đổi thay, dẫu đời bao đắng cay. Hòa sông làm sao, trời cao từ khăn chiếu rồi. Nào anh em hãy vững lòng, tiến bước cùng hào nam. Trong giờ mình chạy nè. Trời ơi chỉ là nguyên cầu thế gian. Bất chuyện miếng nè, dành TV quá. Đau thương thôi mà. Sống quân dân thân là cha chắn. Bao năm nguyên dòng thân mình. Bắt chuyện đời đeo nguyện. Cùng sẽ chẳng một lời chắc khó. Bước vô. Đánh đổi thân trái này, nhìn sau đời bình yên. Bước vô rồi, đó thôi. Thảo nam nguyên một lòng bước với anh em. Ngày sau có khó khăn bao dung, hãy nhớ đông đã là anh em. Bạn ơi xin chớ lo ngại, phải gánh trên vai chỉ trái. Thì hiểm nguy đừng ngại cứ bước, dắt phía trước chưa kêu lùi. Mà hãy tiến lên xung phong, chẳng cúi lùn ai. Tâm yên lòng ta sẽ yên. Mình nhân gian, mình ai mặc kệ ai. Cho dù gieo xấu ta, hãy sống thật tâm. Anh em đồng lòng quyết tâm, đạp lên trên mình kẻ thù, sống chắc bằng con tim. Người ghét người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghĩa nhân chẳng đổi thay, dẫu đời bao đắng cay. Làm sao trời cao từ khăn chiếu rồi. Nào anh em hãy vững lòng, tin bước cùng hào nam. Trong cuộc đời hiểu ta, kẻ ghét người thương thôi mà. Bước tiếp con đường phía trước, dẫu lòng lạc lõng xa lạ, ta lẽ sống thật ngày,
chẳng bận tâm đâu, trời biết đất biết đâu. Đời thoáng chóng trôi qua mau, sao nơi rồi lừa nhau. Mình đời mặc kệ đúng sai, anh ơi ngọt em tai dối lòng. Biết thế chuyện đời là thế, bạn bè ai mang vai kề. Giữa nhân gian đổi thay, đông người cũng vội vàng trao tay. Chị chết rồi, bạn mày cũng bị chết luôn. Bạn không lên bạn tự chết. Dạ, thì nói chung là bằng 7. Người ghét người thương, ra cái bắn cái súng là có đúng là ta chính ta. Em chỉ có ý tưởng là nhà đình đang là phòng trợ 18 em gặp pháp sư. Bạn pháp sư hoặc anh em chơi rồi lấy sáng quen một bước. Okay, rồi là anh sống với pháp sư nó trong đời. Hồi 18 mình cho làm cái hồn á. Cái hồn ma. Con ma luôn, ma giang hồ. Đã là đã sống như đời mà không có được quấn lộn rồi mà làm hồn ma thì chắc là cũng không có được quấn lộn với mọi người. Gọi lại cho bác chơi nha. Đâu. Chỉ là nguyện cầu thế gian, hết những đau thương thôi mà. Sinh ra thân là trai trắng, hào nam nguyện dốc thân mình, gác trên vai hiểm nguy. Đừng xe chẳng một lời trách oan. Nguyện đánh đổi thân trai này, nguyện sau đời bình yên. Hảo nào nguyện một lòng bước với anh em. Dẫu có khó khăn bao dung, hãy nhớ đã là anh em. Bạn ơi xin chớ lo ngại, gánh trên vai chỉ trai thì hiểm nguy ngại cứ bước. Đông chưa kêu lui mà hãy tiến lên xung phong. Chẳng cúi lùi ai, tâm yên lòng ta sẽ yên. Mình nhân gian mình ai mặc kệ ai, cho dù gieo xấu ta hãy sống thật tâm. Anh em đồng lòng quyết tâm, đáp lên trên mình kẻ thù, sống chắc bằng con tim. Người ghét người thương, ta luôn là ta chúng ta. Chọn con tim nghĩa nhân chẳng đau thôi, dẫu đời bao đắng cay. Thà sống làm sao, trời cao tự khăn chiếu soi. Nào anh em hãy vững lòng, tiến bước cùng hào nam. Sáng đến giờ, cái đại cảnh nặng nhất của người trong giang hồ phần 7 thì chết của Trần Hào Nam. Đúng từ sáng đến giờ trời rất là thương tôi, xin qua tôi cầu nguyện là trời xin trời nắng nguyên ngày. Và hôm nay trời rất là nắng và tôi rất là cực. Các bạn thấy đó, nằm lê lết. Anh em nè, đó, anh em ở ngoài chưa nắng trang trang 1 giờ rồi. Bước quá. Làm phim cực lắm quý vị ơi. Tôi làm phim cũng có tâm cho nên tôi lúc nào tôi cũng làm cái nào ra cái đó đàng hoàng. Chẳng bận tâm lắm chơi biết nên các bạn nhớ xem phim Đời Thoáng Chóng Người Trong Giang Hồ phần 7 mà thương cho anh em mấy kiếp nha. Quay 12 đời xin cũng cực lắm, nãy giờ chạy theo lòng thầm rồi. Nhìn đời mặc kệ đúng sai, lời ngọt em tai dối lòng.
biết thế, trên đời là thế, bạn bè ai mãi vai kề. Giữa nhân gian đổi thay, lòng người cũng vội vàng trao tay. Đây như áo mây bay qua, ai sẽ bảo ta? Quan cho nó khó cả nào? Khó là cái gì? Người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghề nên chẳng đổi thay. Dù đời bao đắng cay, thà sống làm sao? Thà sao thế? Không cười, nghiêm túc. Phải chạy. 3, 2, 1, nhiễm, thua. Đừng lâu quá anh ơi. Để chạy ra. Nè, mạnh thấy không? Chạy. Thân là trai tráng hào nam nguyên giống thân mình, gác trên vai hiểm nguy, cùng xe trắng một lời trách oan, quyền đánh đổi con trai này nên sau đời bình yên. Anh nguyện một lòng bước với anh em, dẫu có khó khăn bao dung, hãy nhớ ta là anh em, anh người xin chớ lo ngại. Thì hiểm nguy đừng ngại cứ bước, dắt phía trước chưa yêu lối mà hãy bớt cò đi, để nó sống trên đời này nó mãi thêm người thôi. Chẳng cuối lùi ai, chẳng phải giết con đi, giết con đi trả thù chị Minh, giết con đi cho. Mình nhân gian mình ai mặc kệ ai, cho dù gieo sâu ta. Hãy sống thật tâm, anh em đồng lòng quyết tâm. Đạp lên trên mình kẻ thù, sống chắc mình còn tin. Người ghét người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghề nhân chẳng đổi thay, dẫu đời bao đắng cay. Mà sống làm sao, trời cao tự khăn chiếu rồi. Nào anh em hãy vững lòng, tin tức cùng hào nào. Trong bóng tối của anh em. Ai trong cuộc đời hiểu ta, kẻ ghét người thương thôi mà. Bước tiếp con đường phía trước, dẫu lòng lạc lắm xa lạ. Ta là sống thật ngày, chẳng bận tâm trời biết đất biết. Đời thoáng chóng trôi qua mau, sao nơi rồi lừa nhau. Nhìn đôi mặt kệ đúng sai, lời ngọt em tai dối lòng. Biết thế, trên đời là thế, bạn bè ai mãi vai kề. Giữa nhân gian đổi thay, lòng người cũng vội vàng trao tay. Đời như không ai sẽ bạn ta. Người ghét người
Diêm. Chọn con tim nghề nhân chẳng đổi thay, dẫu đời bao đắng cay, thà sống làm sao. Và nếu như quý vị có muốn dùng ghế ngồi để nằm như là cái gì đó thì nào anh em hãy vững lòng, tin cùng hào na. Nguyện cầu thế gian hết những đau thương thôi mà sinh ra thân là trai tráng hào nam nguyện dốc thân mình gánh trên vai hiểm nguy cũng như sẽ chẳng một lời trách oan nguyện đánh đổi thân trai này nên sau đời bình yên hào nam nguyện một lòng dẫu có khó khăn bao dung hãy nhớ đã là anh em bạn ơi xin chớ lo ngại gánh trên vai chỉ trang thì hiểm nguy đừng ngại cứ bước dắt phía trước chưa kêu lôi mà hãy tiến lên xung phong chẳng cúi luôn ai tâm yên lòng ta sẽ yên mình nhân gian mình ai mặc kệ ai cho dù gieo xấu ta sống thật tâm anh em đồng lòng quyết tâm đạp lên trên mình kẻ thù sống chắc bằng con tim người ghét người thương ta luôn là rồi, ta chính lòng ta điều quay lưng nè chọn con tim nghệ nhân trong đời thôi dẫu tao đã nói rồi cây, thà sống đó. Làm sao trời cao tự khắc chiếu soi nào anh em hãy vững lòng tin bước cùng hào nhau trong bộ phim mới Người trong giang hồ phần 7 của Lâm Tiến Khang có hai nhân vật phải nói rất là chất mà Lâm Tiến Khang đã chọn lựa rất là kỹ trong cái bộ phim này và không ai thay thế được hai cái nhân vật này phải nói là rất chất thương hiệu bạn và đây Long lão đại Long Điên và bỏ lên phía trước dẫu lòng lạc lắm xa lạ ta là sống thật ngay mình tâm trời biết đất biết cuộc đời thoáng chấm trôi qua mau sao nơi dối lừa nhau đâu thứ là nói chuyện bạc mình đời mặc kệ đúng sai lời ngọt em tai dối lòng biết thế chuyện đời là thế bạn bè ai mãi vai kề giữa nhân gian đổi thay lòng người cũng vội vàng trao tay đời như anh bay qua ai sẽ bạc ta đúng rồi cũng bạc mà cũng bạc đấy ta mà bạc phải bạc lại đâu mà đấy không biết sao đá khẽ đặt chân đó nó phải đá khẽ là ông người nam nam người nam nam bạc còn không bao giờ ta đánh qua đánh lại cái thà sống làm sao trên cao từ khăn chiếu soi nào anh em hãy đến còn cái bóng mà lúc mà mình quay phim người ta đánh được là bóng gì bóng đánh bóng kèn má ơi trời ơi nè còn cái bóng mà lâu lâu em nhìn quen quá hồn má chứ là bóng gì không bóng của lão đại đó đồ mình nhìn hoài bóng quá
đứng 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 không ấy. Đợi chứ không. Lấy cái giỏi. Lấy cái giỏi không được đâu. Bây giờ kiếm cái cây nè. Kiếm cái cây đòn hai bên. Chỉ là mình coi thế gian. Nhưng đợi cái cây thôi chứ không. Sinh ra thật là trai tráng. Hạo nam nguyên giống thân mình. Gác trên vai hiểm nguy. Cùng xe chắn một lời chạy đời. Ok. Nguyên đánh đứng thời trai này. Nên sợ đời bình yên. Không có đau đâu. Thảo nào yên một lòng với anh em. Dẫu có khó khăn bao dòng. Hãy nhớ đã là anh em. Bạn ơi xin chớ lo ngại. Gánh trên vai chỉ trang. Thì hiểm nguy ngại cứ bước. Ôi là chưa kêu lui mà hãy tiến lên xuống phong. Ok, được nha. Rồi, ta lên chói này, bước ra đây nè. Rồi, chói này, này, này. Lên chói này, đúng không? Lên chói này. Rồi, bước ra đây, qua nè. Giờ chở lên nè. Rồi, chị nghĩ nó kêu như vậy, em chở lên nè. Không chờ lâu, anh lên đồng lòng quyết tâm. Vừa, vừa lên. Ê, lại nha. Bằng con tim người ghét người thương. Ta là ta chúng ta. Bằng con tim người nhân trên đôi tay. Dẫu đời bao đắng cay, thà sống làm sao. Trời cao tự khắc chiếu soi. Nào anh em hãy vững